Kêu cô Mỹ, cô phải đi lên đó mở máy để bấm vô cái nút đó thầy. Cô Mỹ bấm vô nút, bấm vô màn hình á, bấm vô nút màn hình á, để cô khỏi mà cô khỏi nói. Trường Trung học phổ thông Vị Thanh nằm cạnh đường kênh sáng Sa No, con kênh huyền thoại về miền núi đảo Hậu Giang, theo con nước lớn rộng, nuôi dưỡng biết bao thế hệ con em học trò. Trường Trung học phổ thông Vị Thanh được thành lập vào năm 1960, là một trong những ngôi trường đầu tiên của vùng đất Vị Thanh có truyền thống hiếu học lâu đời. Đây cũng là ngôi trường được rất nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Viên giảng dạy là 67 người, nhân viên là 5 người, trình độ chuyên môn thạc sĩ là 14 người, đại học là 57 người, trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị là 1 người, trung cấp lý luận chính trị là 7 người. Nhà trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ, có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, nhờ có sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, sự hỗ trợ nhiệt tình của cha mẹ học sinh và của chính quyền địa phương, vì thế cho nên trang thiết bị dạy học đã kịp thời sửa chữa và có kế hoạch bổ sung để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Hiện nay nhà trường có 32 phòng học, các phòng học của trường đều được trang bị đầy đủ các thiết bị như hệ thống bàn ghế,
bản chống lá, quạt mát, đề nghị một gia từng bước tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM. Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục STEM và phát triển kỹ năng 4C cùng các đối tác đã lắp đặt cho trường một phòng học trải nghiệm sáng tạo STEM Robotics trị giá 2,5 tỷ đồng. Và trong năm học 2022 đến 2023 này, cũng như những năm tiếp theo, sẽ là những năm học đặc biệt với thầy và trò của trường Trung học phổ thông Việt Thanh. Những tiết học ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều... I would like to invite my teacher, Lisa, for my question and just me. And also I would like to invite Mr. Hoffman, but on the panel. Which might be not to respect. And the bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến anh Mai Baker sẽ ký tặng lên cái tự kiểm tra tặng cho nhà trường. Đây là món quà tinh thần rất có ý nghĩa cho đội ngũ giáo viên cũng như là tất cả các em học sinh. Và đây là một cái niềm tự hào cũng như là sự động viên tinh thần của cảm hứng trong cái việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục. Yes, my one more. These are your picture. Yes, stand. Thank you very much. Okay.